Trần Gia Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu những vấn đề, có thể đó là những vấn đề thời sự, có thể đó là những vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử, đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay, từ ngày hôm qua, tức là ngày sáng ngày hôm qua thứ sáu Chính quyền của Joe Biden đã liên tục cảnh báo là Iran sẽ tấn công trả đũa Do Thái trong ngày thứ sáu. Tuy nhiên thì đã không xảy ra trong ngày hôm qua. À, tuy nhiên và ngày hôm nay thì à, tiếp tục vẫn có những cái báo cáo cho thấy là Iran đang có ý định là sẽ à, trả đũa phía Do Thái sớm nhất. Có nghĩa là trong tuần lễ này. Có à, nghĩa có nghĩa là chúng ta chỉ biết giờ phút nào thì Iran tấn công. Tuy nhiên thì các báo động này cho thấy rằng là chính quyền của Joe Biden rất e ngại. Rất e ngại là phía của à, Iran sẽ tấn công và khiến cho cuộc chiến ở Trung Đông bùng nổ lớn Và nếu cuộc chiến này bùng nổ lớn thì coi như chiến dịch gọi là tranh cử của châu Biden sẽ đi tới bờ vực phá sản Và chính vì vậy mà ông ta đã sử dụng tất cả các cái à, mối quan hệ ngoại giao Để mà à, tìm cách giảm đi tất cả những cái à, tiềm năng bùng nổ cuộc chiến lớn ở tại Trung Đông Quý vị chúng ta lướt qua các bản tin trước đi Thứ nhất là Iran đã có 100 cái hỏa tiễn đạn đạo chuẩn bị để mà tấn công Do Thái à, Và giữa lúc mà đang có căng thẳng với Do Thái Iran đã bắt đầu sẵn sàng cho ít nhất là 100 cái hỏa tiễn đạn đạo có khả năng tấn công vào lãnh thổ của Do Thái Hai nguồn tin của giới chức Hoa Kỳ nói với ABC trong ngày thứ sáu là Iran có thể hơn 100 hỏa tiễn đạn đạo có khả năng trả đũa trong này cho cái vụ mà không tập ngày 1 tây tháng 4 ở Damascus khiến cho các à, ít nhất là bảy giới chức quân sự của iran đã bị thiệt mạng trong đó bao gồm luôn cả hai viên tư lệnh và một viên chức khác nói rằng iran đã bắt đầu có cái uh, mở rộng cái uh, khả năng số lượng tròn của họ và có thể sử dụng trong cuộc tấn công vào do thái và đây là một trong những cái tin mà cho thấy báo động cho biết cùng một lượt quý vị tin tức này đã tác động tới các đồng minh của hoa kỳ trong đó pháp đã kêu gọi tất cả các gia đình về ngoại giao của họ từ iran và cảnh báo rằng không nên có cái uh, À, gọi là à, di chuyển không cần thiết ở khu vực này, quý vị. Pháp đã cho triệu hội tất cả gia đình, tất cả những nhà ngoại giao từ Iran và đưa ra lời cảnh báo, vì lúc đang có e ngại là quốc gia này sẽ tấn công vào do Thái. Pháp đã bắt đầu đưa ra một cái lời cảnh báo mới cho tất cả công dân và các nhân viên của chính quyền Pháp ở tại Trung Đông, giữa lúc e ngại là phía Iran sẽ phát động cuộc tấn công trả đũa nhắm vào do Thái. Trong lúc chính quyền Pháp đưa ra lời cảnh báo là Iran không nên tăng cường cái uh, sự căng thẳng này và khuyến cáo nhân dân của uh, người dân của họ không nên bay tới Iran, Lebanon, do Thái và lãnh thổ Palestine trong những ngày tới. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất và Stefan Souchene là <laughs> uh, được xem là một bộ trưởng của Pháp ở à, Âu Châu đặc trách về đối ngoại đã đưa ra cái lời cảnh báo này. Đúng lúc mà cái cơn khủng hoảng diễn ra vào ngày thứ sáu, thì quý vị phía Pháp đã đưa ra cái lời cảnh báo này. Bên cạnh đó thì uh, đã có thêm lực lượng của uh, Châu bình đã phái thêm lực lượng Hoa Kỳ tới khu vực Trung Đông giữa lúc mà đang có sự đe dọa của Iran. Có thêm binh sĩ Hoa Kỳ và các cái và, và dụng cụ quân sự đã được đưa tới Trung Đông và giữa lúc mà đang có sự đe dọa của Iran, Bộ Quốc Phòng đã, đã cho thề, tăng cường thêm quân sự và các cái vũ vũ khí cũng như những dụng cụ cần thiết ở tại Trung Đông trong bản báo cáo có tiềm năng tấn công của Iran vào do Thái. Các giới chức xác nhận ngày thứ sáu và một viên chức Bộ Quốc Phòng đã rằng việc khai triển này là quyết định để gia tăng cái mức cái nỗ lực kềm chế và bảo vệ cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ trú đóng tại đây. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng đã không cho biết bất kỳ một thông tin nào là số lượng binh sĩ được khai triển qua đây là bao nhiêu và trong đó trước đó trong ngày thì phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là John Kirby đã từ chối không cho biết là việc thay đổi cái cái quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực này. Tuy nhiên chính quyền này nói rằng vẫn quan sát một cách rất cẩn thận chúng tôi thấy tiềm năng đe dọa của Iran là thật sự và nó có khả năng xảy ra và hiện nay chúng tôi tập trung vào việc đối thoại với lại các đối tác do thái của chúng tôi và những gì họ cần những gì họ làm để mà bảo vệ và tự vệ cho họ, quý vị đây là những bản báo cáo từ phía của ừ, Hoa Kỳ đưa ra như vậy thì quý vị thứ nhất là chính quyền của châu mình đã cố gắng đẩy tối đa cái tiềm năng gọi là cản trở cái tiềm năng trả đủ của Iran trong đó thì à, ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đã áp lực phía Trung Quốc và các quốc gia ở Trung Đông là phải gọi điện thoại cho phía Iran và yêu cầu phía Iran là không nên mở cuộc trả đũa nhắm vào Do Thái bởi vì tình hình này sẽ ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó thì Iran cũng có vẻ như là nể mặt Joe Biden. Họ nói rằng họ sẽ trả đũa nhưng mà trong cái vòng không để cho cuộc tiến bùng nổ tại Trung Đông. Đây là cái dấu hiệu của phía Iran đưa ra. Tuy nhiên thì à, lý do tại sao Iran đã đưa ra cái dấu hiệu là chúng tôi sẽ trả đũa Do Thái nhưng mà sẽ không để cho cuộc chiến bùng nổ lớn ở tại Trung Đông thì quý vị sở dĩ mà chính quyền của Joe Biden à, thổi tất cả các cái tin tức này lên và báo động một cách khẩn cấp như vậy là bởi vì có hai lý do lý do thứ nhất là phía của Joe Biden đang tìm cách gọi là sử dụng cái cuộc chiến ở giải Gaza để áp lực ông Netanyahu từ chức và nếu như mà Iran tấn công thì có nghĩa là do Thái phải trả đũa và điều này sẽ coi như phá vỡ đi cái cái dự tính của cho bên là dùng cái cuộc chiến tại giải Gaza để mà và dùng cái áp lực chính trị từ nội bộ của do thái để mà áp lực ông netanyahu từ chức bởi vì thứ nhất ông ta uh, netanyahu là một người bảo thủ và thứ hai là ông netanyahu lại là một đồng minh thân cận của cựu tổng thống trump cái vậy do đó cái việc nếu như mà do nếu như mà phía Iran mà tấn công vào Thái Thì có nghĩa là ông Netanyahu sẽ dốc toàn lực tấn công vào Iran Coi như là toàn bộ cái âm mưu lật đổ Netanyahu của Jordan sẽ bị đổ vỡ Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là cuộc tấn công này sẽ đẩy cho việc mà gọi là giới hạn tất cả những cái nguồn năng lượng Mà Iran xuất cản ra bên ngoài Đặc biệt là dầu thô và khí đốt Thì quý vị, việc này có thể dẫn tới một cái hậu quả là giá cả năng lượng tăng cao và mấy ngày nay quý vị thấy là giá năng lượng tăng rất cao rồi, tức là giá xăng quý vị đổ đã tăng cao rồi trước mùa hè. Và tới mùa hè này nếu như cuộc chiến này bùng nổ thì mùa hè này giá năng lượng sẽ lên tới ngất trời còn hơn cả năm 2022. 2022 được xem là cái thời điểm mà giá cả năng lượng tăng cao nhất sau khi mà Nga tấn công vào Ukraine hồi tháng 2. Thì quý vị, giá cả của năng lượng đã tăng cao, bây giờ bùng nổ thêm cuộc chiến ở Trung Đông thì có nghĩa là cái uh, giá cả năng lượng sẽ tăng cao hơn. Tại vì tất cả các tàu bè di chuyển qua các cái vùng biển ở khu vực uh, eo biển Hormuz hay là uh, tức là vùng biển Ả Rập đó quý vị và kể cả khu vực biển Hồng Hải sẽ bị ngưng lại bởi vì Iran sẽ bắt đầu có những hành động tấn công vào tất cả những tàu bè ở đây tương tự như là cái vệ tinh của họ là nhóm Hồi giáo Houthi đang mỗi ngày tấn công ở vùng biển Hồng Hải. Tuy nhiên vùng biển Hồng Hải thì chiếm không nhiều bằng cái eo biển Hormuz. Tại vì eo biển Hormuz đó ở bên kia biển là biên giới là cái thêm lục địa của Iran, nhưng bên đây biển là thêm lục địa của Saudi Arabia của Vương quốc Ả Rập thống nhất của Kuwait, rất nhiều những quốc gia sản xuất dầu hỏa ở đây và đây là cái tuyến đường à, chở năng lượng gọi là bận rộn nhất thế giới. Do đó, khi mà cuộc chiến này mà xảy ra thì quý vị, eo biển Hormuz sẽ bị đóng lại. Tất cả năng lượng từ khu vực Trung Đông khó có thể xuất cản ra bên ngoài hoặc là có xuất cản ra bên ngoài thì cũng khá lâu giữa lúc mà OPEC đang cắt giảm sản lượng nữa đang cắt giảm sản lượng nữa do đó thì quý vị nó sẽ đẩy cái giá dầu thô lên rất cao và khi giá dầu thô lên thì quý vị tất cả các quốc gia đều phải thiếu năng lượng và phải tăng cường nhập cản năng lượng và điều này không những là có lợi cho Nga mà còn khiến cho tất cả các quốc gia của Âu Châu rơi vào tình trạng khó khăn tại vì họ lệ thuộc nguồn năng lượng từ Trung Đông và từ Phi châu, từ Trung Đông và từ Nga. Thì quý vị, bên cạnh đó thì cái ảnh hưởng của giá năng lượng và ảnh hưởng của cái thị trường năng lượng nó sẽ tác động rất lớn vào cái nền kinh tế của thế giới. Bây giờ quý vị thấy tháng này là cái mức lạm phát của Hoa Kỳ ở mức là 3.8%, tức là nó nó đã lên trở lại trong khi tháng 1 nó chỉ có 3.1% thôi. Bây giờ lên tới 3.8% rồi quý vị. Có nghĩa là cái mức lạm phát có thể bùng nổ trở lại do đó thì quý vị dường như là nếu như iran tấn công do thái do thái chỉ chờ cơ hội này mà thôi là họ có sẵn đầy đủ những lý do tấn công thẳng vào iran trong đó bao gồm luôn việc mà họ từ xưa tới nay vẫn muốn làm nhưng bị hoa kỳ cản trở là những cái lò phản ứng nguyên tử của iran đang làm giàu chất uranium do thái đã báo động rất nhiều lần nhưng mà phía của chính quyền joe biden đã cản trở không để cho do thái tấn công vào iran để mà hủy diệt tất cả những cái lò phản ứng nguyên tử này thì quý vị đây sẽ là cơ hội mà do thái sẽ làm phía ông netanyahu sẽ làm do đó thì khi mà tấn công như vậy là coi như cuộc chiến bùng nổ không phải iran kềm chế được iran có thể kềm chế được một phần nào nhưng mà chính netanyahu sẽ mở rộng cuộc chiến này thứ nhất là đây là cái cơ hội để ông có thể tiêu trừ luôn một cái mối đe dọa từ xưa tới nay với do thái là cái tiềm năng nguyên tử của iran và thứ hai là cái cuộc mở rộng này sẽ phá vỡ đi cái áp lực của Jordan buộc ông từ chức vân vân và vân vân và đẩy Jordan vào thế phải đứng về phía Hoa và của Do Thái. Tại vì khi cuộc chiến này bùng nổ thì bắt buộc Hoa Kỳ phải đứng về phía Do Thái bằng bất kỳ một cái lý do nào, không có cái lý do nào cản trở cả. Do đó quý vị, Netanyahu sẽ quyết tâm đi thật mạnh tay trong vấn đề này. Do đó kiểm soát cuộc chiến này, Iran chưa có thể một chiều của Iran không thể nào mà gọi là kềm chế cuộc chiến không mở rộng. Chính bên Do Thái sẽ mở rộng cuộc chiến này. Do đó quý vị, nếu như mà Iran manh nha tấn công vào Do Thái, thì coi như cuộc chiến này bùng nổ. Bất kỳ một cái vị trí nào. Bởi vì Netanyahu đã nói rồi. Thì điều này quý vị, do đó, Joe Biden đã dùng tất cả mọi thứ để cản trở. Thứ nhất là nó ảnh hưởng ở bên ngoài là cái giá năng lượng. Cái giá năng lượng nó sẽ khiến cho tất cả những cái nghị trình gọi là khí hậu của ông ta sẽ phá sản luôn. Tại vì khi các quốc gia đã thiếu năng lượng thì họ không care cái vấn đề gọi là môi trường bị hâm nóng hay là khí hậu bị hâm nóng vân vân và vân vân. Họ sẽ dẹp bỏ hết. Các quốc gia sẽ tìm đủ mọi cách có đủ nguồn năng lượng để quốc gia mình có thể vận hành tiếp. Thì quý vị, tình trạng này sẽ xảy ra nếu Iran liều lĩnh tấn công vào Thái. Chính vì vậy mà cho nên bằng mọi giá phải cản cuộc trận cuộc chiến này. Và đó là cái tác động từ bên ngoài. Còn tác động từ bên trong cuộc chiến này sẽ khiến cho toàn bộ chiến dịch tranh cử của Joe Biden phá sản hết. Nếu cuộc chiến này bùng nổ thì toàn bộ chiến dịch tranh cử của Joe Biden phá sản hết. Mấy ngày nay, quý vị thấy rõ ràng là Joe Biden đang bị chống đối bởi khối người Ả Rập. Và thậm chí quý vị, những kẻ mà ủng hộ cho Palestine đó, ở tại Michigan đó, nó còn lên tới mức gọi là, nó dùng cái cái banner gọi là Death for America, Death for Israel tức là tiêu diệt Hoa Kỳ, tiêu diệt Do Thái. Nó biểu tình ngay tại Michigan luôn. Và ngày hôm qua cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden nói là Ê, những lá phiếu này chúng tôi không cần. Tức là những kẻ mà gọi là uh, có cái khuynh hướng bài Do Thái đã thúc đẩy rất mạnh cái chiến dịch này ở tại Mỹ. Thì quý vị, nếu như mà cuộc chiến giữa Iran và của Do Thái bùng nổ nhìn từ một cái góc khác Nhìn từ một cái góc khác thì chúng ta thấy rõ Iran sẽ bắt đầu maximize tức là sẽ bắt đầu vận dụng tối đa cái hệ thống tuyên truyền của họ thì cái vị hệ thống tuyên truyền đó sẽ là do thái có cuộc chiến với khối ả rập chứ không nói là dơ với iran họ sẽ sử dụng cái uh, chiêu bài gọi là tuyên truyền này là do thái đã tấn công vào khối ả rập người ả rập để kích động những quốc gia khác như là những uh, người dân của jordan của saudi arabia của vương quốc ả rập thống nhất bắt đầu tấn công vào do thái tức là do phía iran sẽ kích động vì quý vị sự kích động này nó cũng sẽ tác động vào cái xã hội hoa kỳ những người ả rập sẽ bắt đầu à, xuống đường biểu tình sẽ bắt đầu xuống đường biểu tình và sẽ bắt đầu lên tiếng của họ và lúc đó quý vị nó sẽ xảy ra cuộc gọi là đối đầu gây gắt hơn giữa những người do thái và khối ả rập với hồi giáo ngay tại xã hội hoa kỳ luôn thì quý vị có nghĩa là sẽ có những cuộc biểu tình ủng hộ cho palestine và kêu gọi nhà chấm dứt cuộc chiến đang bùng nổ đại khái như vậy nhưng mà họ cũng sẽ kêu gọi một chiều là do thái chấm dứt cuộc tấn công vào iran tương tự như vừa rồi các bạn thấy hamas tấn công do thái bây giờ không ai nhắc tới chuyện đó hết mà chỉ yêu cầu do thái phải ngưng chiến ở giải gaza thì tương tự như vậy tương tự như vậy nó sẽ lặp lại kịch bản kỳ này tức là giữa xung đột giữa cộng đồng do thái và khối ả rập cũng như hồi giáo ngay tại hoa kỳ sẽ bùng nổ lớn và khi nó bùng nổ như vậy thì quý vị bên đảng cộng hòa thì không ảnh hưởng nhiều tại vì bên đảng cộng hòa gần như là tuyệt đối 100% ủng hộ cho do thái họ không có sự phân hóa trong lá phiếu của họ nhưng ngược lại phía joe biden thì bởi vì ông ta liên kết nhiều phe nhóm khác nhau trong cái cuộc cuộc bầu cử năm 2020 và giờ đây thì ông ta đang chứng kiến cái sự chia rẽ và nếu cuộc chiến này bùng nổ thì cái khối phiếu của Joe Biden sẽ chia rẽ trầm trọng hơn những người à, do thái ở tại quốc hội họ bắt buộc phải đứng về phía do thái và chính quyền của joe biden bắt buộc phải đứng về phía do thái thì quý vị nhưng giới trẻ hoa kỳ và cộng đồng gốc hồi giáo cũng như ả rập sẽ đứng đối lập ngược lại và chưa kể là họ còn kích động thêm cái cộng đồng latino và cộng đồng người da đen sẽ chống lại cái chính sách của joe biden hỗ trợ cho do thái Do đó quý vị, nếu như mà cái cuộc chiến của Iran và Do Thái bùng nổ thì nó sẽ là một cái một cái gọi là tôi gọi là một cái uh, bờ vực thẳm mà Joe Biden đang đứng trước 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 đó. Có nghĩa là cái chiến dịch tranh cử của ông ta sẽ tiến tới bên bờ vực thẳm sụp đổ luôn. Và thậm chí cá nhân của ông ta sẽ tuyên bố rút lui và không tái tranh cử nữa luôn, luôn. Nếu như cuộc chiến này bùng nổ, do đó quý vị, mấy ngày nay là cái giới tình báo của Hoa Kỳ đã liên tục báo động rồi chính cho bên ra lệnh cho Anthony Blinken là ngoại trưởng của Hoa Kỳ là đi qua vận động cả Trung Quốc vận động cả phía của khối Ả Rập gồm có Saudi Arabia Vương quốc Ả Rập thống nhất Qatar những quốc gia này là yêu cầu Iran đừng tấn công do Thái Don tức là đừng tấn công do Thái nhưng mà phía Iran ở cái thế không tấn công không được bởi vì cái việc mà do Thái dội bom vào cái tòa lãnh sự quán này khiến cho họ bị thiệt hại hai viên tư lệnh năm sĩ quan của lực lượng cách mạng hồi giáo Iran mà lực lượng này đang áp lực ông à, à, Ibrahim Raisi tức là ông tổng thống của Iran và kể cả ông Ayatollah cả Ali Khamenei là lãnh đạo tối cao lực lượng này nó nếu mà các ông không ra lệnh tấn công trả thù thì coi như là tất cả binh sĩ của lực lượng cách mạng hồi giáo Iran sẽ mất niềm tin vào cách lãnh đạo của các ông lạng bạn là có một cái cuộc đảo chính bằng quân sự ở ngay trong nội bộ của Iran luôn bởi vì giới quân đội <laughs> giới quân đội của Iran, họ có một cái họ có một cái quyền hành của họ rất là nhiều nhưng mà bây giờ chính binh sĩ của họ bị thiệt mạng tư lệnh của họ bị thiệt mạng mà nếu như à, Ibrahim Raisi và kể cả Ayatollah à, Khamenei mà không chính thức mở một cuộc tấn công trả đũa cho các cái binh sĩ của họ thì chính họ sẽ lật đổ hai người này. Họ nắm quân đội và quyền lực quân đội của Iran rất là lớn. Họ sẵn sàng trung thành với ông Ayatollah Khamenei. Nhưng mà sự trung thành này nó còn coi vào thái độ của ông ta có đứng ra bảo vệ cho binh sĩ của họ hay không nữa. Do đó quý vị, ở Iran cả hai nhân vật này đều ở thế là không thể dừng lại cuộc tấn công. Bắt buộc phải tấn công để trả đũa. Ít nhất là xoa dịu cái thành phần cái duy trì cho chế độ tại vì lực lượng cách mạng hồi giáo iran là cái lực lượng bảo vệ cho chế độ cho tới ngày hôm nay kể từ cái cuộc cách mạng hồi giáo năm 1979 cho tới bây giờ thì lực lượng này là lực lượng chủ chốt bảo vệ cho toàn bộ chế độ của iran bây giờ không ra mặt để mà lấy lại mặt mũi cho lực lượng này thì lãng quản chính ayatollah akamni và kể cả ibrahim raisi đều sẽ bị lật đổ Do đó hai người này ở cái thế họ bắt buộc phải tấn công Do Thái Thì quý vị bây giờ Joe Biden đang, đang, tìm cách cản trở mà Joe Biden biết rõ Chỉ cần ngọn lửa này bục lên là Netanyahu sẽ bơm dầu vô Ông Netanyahu sẽ bơm dầu vô Tại đây là cái một cái cửa thoát của Netanyahu trước áp lực Quý vị thấy mấy ngày trước là chính Nancy Pelosi Cựu chủ tịch của Hạ viện cũng đã lên tiếng kêu cho Biden là ngưng cung cấp vũ khí cho Do Thái rồi. Trong cuộc chiến tại giải Gaza. Thì quý vị thấy là cái đám mà dân chủ gọi là Do Thái khuynh tả ở Mỹ đó bắt đầu lợi dụng chuyện này để áp lực nhằm khiến cho Netanyahu phải mất chức và từ chức thủ tướng, tổ chức lại cuộc bầu cử. Thì quý vị, do đó Netanyahu ở cái thế ông ta cũng không chọn chọn lựa nếu mà không ông ta chỉ chờ cái cuộc tấn công của phía Iran thôi thường thường nếu mà lúc trước là ổng tấn công trước do Thái là chuyên môn tiên hạ thủ vi cường mà nhưng mà lần này do cuộc chiến tại giải Gaza do Thái không dám làm mạnh tay nhiều tại vì họ vẫn còn phải chờ vẫn còn phải duy trì cái sự ủng hộ của khối tây phương và cộng đồng quốc tế đa số ủng hộ cho do Thái là khối tây phương những quốc gia ở Phi Châu hay là ở Á Châu ở Trung Đông họ phản đối Do Thái rồi và bây giờ cái khâu còn lại là những đồng minh của khối Tây Phương họ ủng hộ cho Do Thái thì quý vị do đó ông Netanyahu không đi mạnh tay được ông ta không tiên hạ thủ phi cường được do đó ông phải chờ phía Iran tấn công trước chính điều này nó dẫn tới tình trạng mà Iran bây giờ nằm ở cái thế phải tấn công và nếu cuộc tấn công này xảy ra thì netanyahu sẽ mở cuộc chiến toàn diện ở trung đông joe biden sẽ không cản được nữa tại vì đây là cuộc chiến một mất một còn của người dân do thái do đó joe biden sẽ không còn có à, cái khả năng cản trở nữa và khi cuộc chiến này bùng nổ thì giống như tôi nói từ bên ngoài cho tới bên trong từ đối ngoại cho tới đối nội đều là những cái bài toán phá sản cho joe biden phá sản thứ nhất là cái vấn đề lạm phát sẽ tăng do giá năng lượng tăng cao và nó sẽ phá bỏ tất cả những cái nghị trình của ông ta trong cái vấn đề gọi là khí hậu xanh coi như toàn bộ cái nghị trình này sẽ bị phá sản khi mà giá năng lượng lên cao và thiếu hụt thì quý vị chắc chắn phá sản thứ hai là cái việc mà bùng nổ cuộc chiến này nó sẽ thay đổi cục diện tại trung đông nó sẽ thay đổi cục diện tại trung đông và cái âm mưu của ông ta lật đổ Netanyahu cũng đã phá sản luôn. Tức là không thể sử dụng được nữa. Và thứ ba là chính trong nội bộ của đảng Nhân Chủ họ sẽ xoay chiều. Tức là những người trước đây kể cả nét chất uh, Chuck Summer hay là Nancy Pelosi đang ra mặt kêu gọi Netanyahu từ chức. Thì bây giờ họ phải xoay chiều. Họ phải đứng về phía Do Thái. No matter what, ai là thủ tướng. Tại vì đây là cuộc chiến một sống một còn của Do Thái và Chuck Summer là một người Do Thái. Mặc dù ông ta là một người thiên tả, nhưng mà bản chất ông ta là người Do Thái. Ông ta không thể đứng nhìn nước Do Thái bị diệt vong. Do đó quý vị, phía của Quốc hội và phía của Joe Biden bắt buộc phải đứng về phía Do Thái, thậm chí là can dự trực tiếp trong cuộc chiến này để đánh bại Iran luôn. Thì quý vị, nếu can dự trực tiếp thì Nga và Trung Quốc cũng không đứng không đứng yên. Nhất là Nga, Nga sẽ không đứng yên. Syria cũng sẽ không đứng yên, tại vì xưa nay Syria, ông tổng thống của họ là ông Bashar al-Assad vẫn được sự hỗ trợ của cả Iran, vẫn lẫn nga. Bây giờ tới phiên Iran bị tấn công thì ông tổng thống này cũng không dừng lại, rồi nga cũng không dừng lại. Trung Quốc thì có thể gi giữ thái độ bàn quan, nhưng mà nga sẽ không dừng lại. Thì quý vị có nghĩa là cuộc chiến này nó sẽ bùng nổ lớn ở trung đông và khi nó bùng nổ thì tất cả các quốc gia của Âu Châu cũng lâm vào tình trạng khó khăn báo động. Tức là các cộng đồng Do Thái Jewish ở tại Âu Châu là phải tăng cường bảo vệ cho cộng đồng của mình trước sự tấn công của thế giới Hồi giáo. Tức là tấn công khủng bố của thế giới Hồi giáo. Nó sẽ kích động cái thế, cái thế giới Hồi giáo nhắm mục tiêu vào Do Thái ở trên khắp thế giới. Và chưa kể quý vị, những nhóm Hồi giáo ngược lại với Hồi giáo Shiite là, là, là nhóm Sunni tức là cái cái hệ phái Sunni, tức là nhóm hồi giáo ISIS K hay ISIS Al Qaeda sẽ lợi dụng cơ hội bùng nổ trở lại luôn. Họ sẽ lợi dụng cái sự hỗn loạn này, họ bùng nổ trở lại và họ có thể sẽ đánh chiếm một số nơi để xây dựng cái đế chế hồi giáo của họ nữa. Coi như là nếu như mà do Thái và Iran có cuộc gia chiến chính thức này thì nó sẽ lan rộng không phải chỉ ở Trung Đông mà nó sẽ liên tục có những vụ khủng bố ở Âu Châu và những nhóm hồi giáo tại Á châu hay Trung Á sẽ bắt đầu có những cái hành động về quân sự, tức là sẽ có những cuộc xung đột vũ trang. Thì quý vị coi như là nó sẽ bùng nổ lớn. Và thứ hai là việc mà bùng nổ các cuộc chiến này, xung đột này nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế trên toàn cầu. Nó ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế trên toàn cầu do giá năng lượng và thiếu hụt năng lượng. Và cuối cùng nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái nội địa của Hoa Kỳ. Bởi vì khối phiếu của cho bên lớp thì là người Hồi giáo, lớp Ả Rập, giới trẻ. Tất cả những người này đều ủng hộ cho Palestine. Tất cả những người này đều ủng hộ cho Palestine. Và một phần họ ủng hộ cho Hamas, công cụ của Iran luôn. Do đó quý vị, nếu cuộc chiến này bùng nổ, thì sẽ có những cái cuộc biểu tình xuống đường chống lại chính sách của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Do Thái. Và điều này có thể dẫn tới tình trạng mà đảng Dân Chủ sẽ bị chia rẽ trầm trọng. Và gần như là cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden trong thời gian gần đây tìm cách mua lại lá phiếu của những người trẻ bằng cách xóa nợ cũng sẽ phá sản luôn. Cũng sẽ phá sản luôn. Và coi như quý vị, gần như là lần này nếu như mà Iran và phía của à, Do Thái mà chính thức bước vào cuộc chiến thì tôi cũng không nghĩ rằng Joe Biden tiếp tục quyết định tái tranh cử bởi vì ông ta chịu không nổi rồi hai cuộc chiến đã khiến cho ông ta nhức đầu cuộc chiến của nga với y với với ukraine ông ta đã nhức đầu rồi cuộc chiến của do thái với hamas tại giải gaza ông ta đã nhức đầu bây giờ thêm cuộc chiến của iran với lại phía do thái nữa thì coi như quý vị ông ta chịu không nổi rồi và gần như đã nhân chủ sẽ đi tới bờ vực phá sản và những người gọi là do thái khinh tả ở nước Mỹ sẽ nhìn ra được, họ sẽ nhìn ra được bây giờ họ đang bị tấn công bằng mọi phía, bắt buộc họ phải đứng chung lại với những người do Thái bảo thủ để mà hỗ trợ cho do Thái. Trong khi đó, quý vị thấy đảng cộng hòa họ dốc toàn lực ủng hộ do Thái và ngay cả ông Trump ông cũng lên tiếng trong ngày hôm qua, ông nói lúc tôi cầm quyền, Iran không có một đồng tiền nào hết để mà hỗ trợ cho Hamas và cũng không đủ sức để mà tấn công ai cả và do Thái an toàn trong cái thời gian thuộc cầm quyền. Còn bây giờ quý vị thấy là Iran dư tiền <laughs> bơm vũ khí cho Nga. Iran dư tiền bơm vũ khí cho Hamas, cho Houthi, cho Hezbollah. Dưới thời của Joe Biden, trong khi dưới thời của tôi là Iran không dám nhúc nhích điều gì hết. Thì quý vị, tức là bên Đảng Cộng hòa họ dứt khoát ủng hộ cho phía do Thái thì quý vị, nếu như mà cuộc chiến này bùng nổ thì coi như nó sẽ là một cái nó sẽ là một cái chính thức phá sản hoàn toàn các chính sách của Joe Biden từ đối nội tới đối ngoại. Và không những là Joe Biden mà Đảng dân chủ lần này thiệt hại rất lớn nếu cuộc chiến này bùng nổ. Do đó bây giờ Joe Biden tìm đủ mọi cách để cản trở không để cho cuộc chiến này được bùng nổ. Đây là cái điểm duy nhất mà Joe Biden làm không để cho nó bùng nổ bởi vì Joe Biden hiểu rõ chỉ cần phía Iran tấn công thì Netanyahu sẽ mở rộng cuộc chiến ông ta sẽ mở rộng cuộc chiến với tinh thần tự vệ và lúc đó quý vị coi như cái bài toán của đảng dân chủ kỳ này trong cuộc bầu cử năm nay gần như là không còn một cái cửa nào để thắng tại vì phía đảng cộng hòa sẽ nắm quyền ở quốc hội và nắm luôn cả quyền hành pháp nếu cuộc chiến cái này bùng nổ nó sẽ thúc đẩy chuyện này mạnh hơn và cuộc chiến sẽ không xảy ra một hai ngày Nó cũng sẽ tương tự như cái vụ Hamas tấn công vào Do Thái Tới ngày hôm nay cuộc chiến đã hơn 6 tháng rồi Thì cái cuộc chiến giữa Iran và Do Thái Cũng sẽ tương tự như vậy thôi Nó không chấm dứt trong một vài ngày Mà nó sẽ kéo dài không kém Và lúc đó quý vị hậu quả Thì châu Biden sẽ và đảng Dân Chủ sẽ phải nhận lãnh đây chính là cái điều mà châu Biden đang sợ hãi nếu Iran thật sự tấn công vào Do Thái. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay liên quan tới sự sợ hãi của Joe Biden nếu Iran tấn công vào Do Thái và điều này có thể dẫn tới sự phá sản toàn bộ không những cho Joe Biden mà kể cả đảng Dân Chủ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye-bye.